Vâng, xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh Ô Tô Hay. Vâng, hôm nay em sẽ lên sóng báo giá nhanh toàn thể quý vị và các bạn những cái mẫu xe có sẵn ở cửa hàng. Quý vị và các bạn mà quan tâm mẫu xe nào liên hệ cho em Khánh theo số điện thoại 0917165240 hoặc kết bạn Zalo với em để biết thêm chi tiết chiếc xe mình cần mua, như có thể đến trực tiếp cửa hàng để trải nghiệm xem xe và lái thử. Có rất nhiều các mẫu xe cho quý vị và các bạn lựa chọn nhé. Quý vị và các bạn mà mới xem video của em lần đầu, nhớ ủng hộ em bằng cách like, bấm nút đăng ký kênh màu đỏ, bật nút chuông để được cập nhật mẫu xe mới nhất trên điện thoại. Quý vị và các bạn, em đưa lên hàng ngay. Đó, một chiếc Daewoo Gentra sản xuất 2009 nhá, vẫn còn biển 4 số, tư nhân một chủ từ mới này. Đó, 89L0016. Một mẫu xe sedan giá rẻ. Hiện tại chiếc xe đang có mức giá là 148 triệu đồng, 148 triệu đồng bên bao hồ sơ hỗ trợ vận chuyển toàn quốc cho quý vị các bạn nhé. 148 triệu đồng xin là ngày đầu rộng rãi. Vâng, tiếp theo là một chiếc Chevrolet Cruze sản xuất 2011, phiên bản số sàn máy 1.6, là dàn đúc 4 bánh này, 238 triệu đồng. Dòng xe này đi đầm chắc, thân vỏ chắc chắn, đi êm. Vâng, tiếp theo là một chiếc Toyota Vios bản Nimo lăng kịch sản xuất 2010, phiên bản số sàn máy 1.5, đang được kiểm soát thủ đô sơn xi và hoàng cát. Nó lên đủ đồ rồi, là răng đúc 4 bánh, gương kính điện, đèn pha led rồi. Hiện tại chiếc xe đang có mức giá là 189 triệu đồng. Đó, màn hình Android Camu đầy đủ hết. Vâng, tiếp theo là một mẫu xe giá rẻ tránh mưa tránh nắng tập lái này. Mẫu xe này khá là tiết kiệm nhiên liệu, chỉ trang bị máy 0.8 3 máy, mức tiêu thụ nhiên liệu chỉ 5 lít được hỗn hợp thôi. Một chiếc Chevrolet Spark 2010 và mức giá là 93 triệu đồng, sơn xi sạch sẽ. Đó, màn hình Camu đầy đủ hết rồi, khóa điện rồi, nội thất ghế da nhé, 93 triệu đồng, sơn xi rất là sạch sẽ, xe rất cẩn thận. Gắn thêm cái súng va đập ở cánh cửa, màn hình Camu, giá để hàng đầy đủ hết, 93 triệu đồng. Vâng, một chiếc Hyundai Grand i10 phiên bản tiêu chuẩn sản xuất 2016 máy 1.0, tại chiếc xe đang mức giá là 205 triệu đồng. Cái xe này thì bên em đã rút hồ sơ rồi, giao ra tên cho quý vị các bạn nhé. Đó, màn hình cam nuôi đầy đủ hết rồi, i10 form đẹp. Đấy, dòng xe này nhập khẩu nên là cửa đóng rất là êm. Vâng, một chiếc Cherry Quy sản xuất 2008, xin lỗi quý vị các bạn, 2008. Đó, mức giá rất là rẻ, 54 triệu đồng, Cherry Quy 2008. Vâng, một chiếc Hyundai Grand i10, dòng xe nhập khẩu phiên bản tiêu chuẩn 2014, mức giá là 185 triệu đồng. Sơn xi màu trắng này rất là đẹp, 185 triệu đồng. Anh em đã rút hồ sơ rồi, bao ra tiền cho quý vị các bạn nhé. Đấy, màn hình cam nuôi đầy đủ hết, nội thất ghế da rộng nhất phân khúc A, Hyundai Grand i10 và đẹp nhất. Một chiếc Dumatit tránh mưa tránh nắng tập lái này, 2005 bản đen, số sàn máy 0.8. hiện tại chiếc xe đang mức giá đề xuất là 54 triệu đồng thôi, 54 triệu đồng. Một mẫu xe đi lại tránh mưa tránh nắng rất là hợp lý. Vâng, một chiếc Daewoo Satisfyer này thì khách đã cọc rồi, bên này cũng vậy, Vios cũng cọc rồi. Vâng, một chiếc Toyota Vios bản E bản đủ sản xuất 2016, phiên bản số sàn máy 1.5, sơn xi màu vàng cát, thân vỏ này nặng máy số zin, 338 triệu đồng. Xe này thì bên em đã rút hồ sơ rồi, bao giá tên cho quý vị và các bạn nhé, 328 triệu đồng. Một chiếc Toyota Corolla Altis sản xuất 2008,
phiên bản số tự động máy 1.8 tư nhân chính chủ, một chủ từ mới biển Quảng Ninh 5629. Hiện tại chiếc xe đang có mức giá là 328 triệu đồng. Một chiếc Hyundai Eon sản xuất 2012, lăn bánh 2013. Nhập khẩu. Phiên bản số sàn máy 0.8. Dòng này rất là tiết kiệm nhiên liệu, vỏ máy rất là khỏe nhá. Máy 0.8 nhưng mà mạnh ngang ngửa và thậm chí bằng với cả Hyundai Grand i10 bản hatchback. Máy 1.0 mức giá là 168 triệu đồng. Đăng biển kiểm soát 37A 46303. Một chiếc Mitsubishi Jolly sản xuất 2004 phiên bản số sàn máy 2.0 turbo tăng áp. Hiện tại chiếc xe đang có mức giá là 129 triệu đồng. Đều Lalot 2005 máy 1.6. Lalot này máy 1.5 nhé. Mức giá 72 triệu đồng. Vâng, bên này là một chiếc Đều Lubira sản xuất 2001 phiên bản số sàn máy 1.6. Mức giá là 62 triệu đồng. Xe này thì chủ xe đã cọc rồi. Rất nhiều cái mẫu xe Mitsubishi Jolly. Còn này 2003. Và đăng ký 7 chỗ ngồi, mức giá là chỉ có 98 triệu đồng thôi. Đây là một chiếc Đều Lubira sản xuất 2003, mức giá là 76 triệu đồng, sedan 2 đầu, tổng dãy. Mitsubishi Jolly sản xuất 2005, 205 lốp trao đèn cột, máy turbo đèn pha mắt sách, nội thất ghế da rồi, 142 triệu đồng, Mitsubishi Jolly. Dòng này máy móc rất là bền, chở đa năng. Vâng, một chiếc Kia Carens phiên bản số tự động sản xuất 2009 máy 2.0 có mức giá là 280 triệu đồng. Vâng, một chiếc Toyota Innova bản E xịn nhé, sản xuất 2013 phiên bản số sàn máy 2.0. Đấy, xe này bên em đã rút hồ sơ rồi, 352 triệu. Em bao ra tên cho quý vị và các bạn nhé. Một chiếc Ford Everest sản xuất 2005 phiên bản số sàn máy dầu 2.4, 2.5 turbo tăng áp. Chiếc xe chỉ có mức giá này xuất là 215 triệu đồng thôi. Tuy nhiên chính chủ, một chủ thử mới, vẫn biển con số này. Và đây là một chiếc Đều Lubira sản xuất 2002 máy 1.6 mức giá là 66 triệu đồng. Một chiếc Ford Ranger sản xuất 2004 máy dầu 2.4 mức giá là 158 triệu đồng. Vâng, ở đây là một chiếc Ford Everest phiên bản xin lỗi quý vị, Fortuner sản xuất 2012 phiên bản số tự động máy xăng 2.7. đã chiếc xe chỉ mức giá hơn 400 triệu đồng một chút xíu thôi. Như bản T là mới về để chưa lên được giá quý vị bán nhé. Vâng, một chiếc Toyota Innova sản xuất 2006 bản G xịn xe đi 235 triệu đồng. Chevrolet Spark sản xuất 2009 phiên bản số sàn máy 0.8 và biển kiểm soát Toyota. Tại chiếc xe mức giá là 88 triệu đồng nhé. Một chiếc Toyota Innova sản xuất 2015 mẫu xe gia đình sử dụng, không taxi dịch vụ, và biển kiểm soát Hòa Bình. Tại chiếc xe mức giá là 385 triệu đồng. Mitsubishi Actra nhập Thái sản xuất 2016 phiên bản số sàn máy 1.2, một mẫu xe gia đình sử dụng, không taxi dịch vụ, 248 triệu đồng.
Thì bên trong là một chiếc Honda Civic sản xuất 2009, phiên bản số sàn máy 0.8. Chiếc xe đang có mức giá này xuất là 238 triệu đồng. Một chiếc Honda Civic sản xuất 2007, phiên bản số tự động máy 2.0, bản full kích, biển kiểm soát Hải Phòng. Cả chiếc xe đang có mức giá đề xuất là 268 triệu đồng. Một chiếc Diogenta sản xuất 2010, phiên bản số sàn máy 1.5, 155 triệu đồng, báo giá tên cho quý vị các bạn. Bây giờ đã rút hồ sơ rồi nhé. Vâng, là một chiếc Toyota Vios 2007 bản Nimo lăng kích, giá là 155 triệu. Một chiếc Chevrolet Aveo sản xuất 2015, phiên bản số sàn máy 1.5, giá 215 triệu đồng, đời cao, sedan rộng rãi, trang bị khá đầy đủ, túi khí là giang đúc 4 bánh, sedan rộng rãi. Một chiếc Deola Sati sản xuất 2010, phiên bản Việt máy 1.6, phiên bản số sàn kiểu xe đô, giá là 168 triệu đồng. Còn một chiếc Toyota Vios bản Nimo lăng kịch đồ sản xuất 2010, phiên bản số sàn máy 1.5, lăng kịch đồ là giang đúc, gương kính điện, đèn nét rồi. Tại chiếc xe mức giá 189 triệu đồng. Một chiếc Chevrolet Cruze sản xuất 2011, phiên bản số sàn máy 1.6, xe mẫu xe gia đình sử dụng, 238 triệu đồng, đèn lúc, thiết kế mộc da. Đó, phiên bản số sàn, nội thất rất là sang trọng. Một chiếc Kia Cerato sản xuất 2010, phiên bản số tự động máy 1.6, dòng xe này nhập khẩu xuất Trung Đông, nhiều 10 túi khí nhé, 328 triệu. Kia Cerato vừa sổ trời. Hyundai Accent 2010, mức giá là 189 triệu đồng, sedan rất là rộng rãi. Vâng, phía bên cạnh đây là một chiếc Hyundai Avante sản xuất 2013, phiên bản số tự động máy 1.6, trang bị khá là đầy đủ, ABS túi khí, là giang đúc, một mẫu xe gia đình sử dụng, đi 100%, mức giá là 358 triệu đồng. Vâng, bên cạnh đây là một chiếc Mitsubishi Lancer sản xuất 2004, phiên bản số tự động số CVT. Đó, hiện tại chiếc xe này chỉ có một giá 175 triệu đồng thôi. Một chiếc Leo Lanos sản xuất 2003, vẫn còn biển 4 số này, 78 triệu đồng. Con này trang bị khá là đầy đủ, nội thất ghế da sạch sẽ, khóa điện 78 triệu đồng. Một chiếc Deo Lovira sản xuất 2003 máy 1.6, mức giá là 69 triệu đồng. Tiếp theo là một chiếc Toyota Vios bản Limo lâm kịch sản xuất 2011, phiên bản số sàn máy 1.5, là giang đúc 4 bánh, đèn led, gương kính điện, nội thất thế bọc da, 201 triệu. Đó, mà này ngang roi cam lùi, cam hành trình đầy đủ hết rồi. Về quy sẵn đi rồi, 201 triệu đồng. Còn một chiếc Toyota Vios bản Limo mức giá là nhô trăm một chút xíu thôi, anh em 203, 205 vừa về em chưa lên giá được nhé.
Vâng, quý vị và các bạn mà quan tâm có nhu cầu sử dụng mẫu xe liên hệ cho Khánh theo số điện thoại 0917165240 hoặc kết bạn Zalo em để biết thêm chi tiết về chiếc xe mình cần mua cũng như có thể đến trực tiếp cửa hàng để trải nghiệm xem xe và lái thử. Vâng, em xin được kết thúc video ở đây. Xin chân thành cảm ơn quý vị các bạn đã đồng hành ủng hộ kênh ô tô hay. Xin chúc quý vị các bạn luôn mạnh khỏe, cuộc sống thật nhiều vui và luôn thành công trong cuộc sống. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị các bạn ở những video tiếp theo.